Này, chứ rạch riết cả như gì có đi giao lưu ở môn chứ. Gì thế này thì giao lưu ở đâu? Có giao phối thì giao thôi. Lưu, đi đến đâu mà lưu. Mình già cả rồi, giao lưu cũng chả được chứ gì là giao phối. Ở cái xóm tôi có mấy chị em còn trẻ đó, đúng là ai nấy là đều có bầu hết luôn nha. Trời ơi, cho ăn ngô mà lại còn không muốn ra mà ăn đi, lại còn cứ ở như rứa làm chi. Ra mà ăn đi. Ôi trời ơi, còn xấu hổ nữa trẻ. Ôi trời ơi, không ăn là cho chúng bay nhịn luôn á. Ô, chứ còn con chú ở mô nhỉ? Ô, cái con Sam nhà tôi đó, nó ở mô không? Ôi trời ơi, rứa là mất con chó đâu còn mô, từ hôm qua chứ chả thấy ở mô cả. Đúng rồi, hai ngày nay đó không thấy viền. Mà con chúa thì đang cái thời hắn đi tơ đi hướng, nói bố đi theo gái thì tôi phải viền chứ. Rất là mất rồi còn mô. Đó, mẹ tra cái con mẹ mô ăn trộm này. Từ đó là chỉ có con mẹ của chúng là ăn trộm thôi chứ còn không có con mẹ mô hết. Covid cô còn trong ba cô ấy cô nào sợ hơn cô hồn bay khắp mọi nơi cô đơn đứng một chỗ quấy cám lợn à cũng thấy vui Covid đi khắp mọi nơi gieo rắc bệnh tật để cho bao nhiêu người cứ mãi nên được bắn ra vào cái mặt đấy. Nhà nuôi có mỗi chục con chó với chục con ngan thôi mà ngày nào cũng làm một cái nồi to như thế này đây. Bạn họ mố cái đứa mô ăn trộm con chúa nhà tao nhá. Con chúa nhà tao là đang cái thời kỳ là đi được. Nhiều người người ta bảo là tao thím nó đi nhưng mà tao nghĩ rằng hắn thích cũng giống như mình thích. Đấy. Nhưng mà bây giờ là năm nay là hắn 8 tuổi rồi, 14 tuổi là hắn ra đi. Con chúa chỉ sống được con ấy thôi. Cho nên tôi muốn để cái hình ảnh của nó là luôn luôn là tôi được nhìn thấy hắn. Cho nên là tôi muốn nó đi lai giống khắp cái làng cái xóm như gì. Mà nỡ lòng nào ăn trộm. Ăn trộm mà để mà nuôi chốt cảnh thì còn được. Chứ trộm mà thịt nó đi thì chết mẹ hắn với tao nhá. Đứa mô ăn trộm nữa thì lên tiếng đi. Hả? Tao cứ mới bông lung như rứa đó. Đứa mô ăn trộm thì đứa lên tiếng đi. Còn tao mà phát hiện ra thì đừng có chết với tao đó nè. Hả? Ôi trời ơi, mẹ chắc là người trừ sớm bên trừ đúng là đi tìm con chúa không thấy ở mô cả. Tao đoán này chắc chắn là chỉ có con nhà mẹ nào của chúng thôi. Mẹ tra nhắn nữa chứ. Con chúa đẹp mơn mởn như rứa đó. Mà không biết được là hắn trộm về hắn nuôi hay là hắn trộm về hắn ăn thịt nữa chứ. Khổ thân như rứa đó chứ. Ôi trời ơi, không lẽ đi báo cáo công an. Ôi trời ơi là trời. Đúng là già rồi, cũng chả muốn cãi nhau làm chi để hơi để sức mà sống thêm lấy vài chục năm nữa với con với cháu. Nhưng mà ngày ấy nuôi con chúa 8 năm trời rồi á. Mà anh bắt trộm con chúa đi thì nghĩ cũng thương con chúa. Không biết mình rằng. Ôi trời, mệt hết cả người rồi. Đúng là hàng xóm láng giềng với nhau mà cứ suốt ngày cứ bới đồng bới đảng như thế. Buồn muốn chết luôn. Mà con chó thì hôm qua là nó đi cái với con chó nhà mình đấy. Không biết là nó có quần ở trong nhà không. Để mình vào mình xem coi nào. Ồ thật đấy. Ôi trời, chả biết con mẹ này nó chửi cái gì mình phải giải thích cho nó đấy.
nó đang nhằm nhò nó chửi mình chứ còn chửi ai nữa. Này bà Bính, tôi nói cho bà biết nha, con chó nhà bà là nó đang nằm ở trên nhà tôi nha. Mấy hôm nay là hắn cứ theo con chó cái nhà tôi ở trên đó đó. Ai ăn trộm con chó nhà bà làm gì mà bà bới rồng như thế, bà vơ đùa cả nắm như thế hả? Con chó nhà bà là hắn đi theo gái thì hắn tự hắn lên đó, chứ tôi làm gì mà tôi ăn trộm mà bà bới đồng bới đảnh như thế. Ăn nói là già rồi phải ăn nói cho nó tử tế vào chứ, nói như thế mà nói được à hả? Tôi nói thật đấy, già với nhau rồi tôi cũng nể đấy, tôi không thích cãi nhau làm cái gì đâu. Chứ tôi nói cho bà biết nha, chứ con chúa nhà tôi á là hắn đang đi đực, bà muốn đi đực á thì bà phải để cho hắn đi đực xong rồi bà phải trốn về chứ. Bà để trốn được cả đêm cả ngày ở trên nữa thì hắn chịu mà răng được hả? Bà đi được mãi rồi bà cũng biết rồi chứ. Con chúa phải có người mà hắn có sức khỏe nữa được. Này tôi nói cho bà biết nha, bà nói ai là đi được với đi cái ở đây hả? Tôi là tôi nói thật cho bà biết nhá, tôi già rồi là bà nó ăn nói thì cũng phải tôn trọng tôi một tí với. Con chó nhà bà nó đi được với con cái nhà tôi thì bà phải nói là nó đi được với con cái nhà tôi chứ. Bà lại bảo là bà thích đi được thì để đi được xong rồi bà phải trả nó về cho tôi. Thế là bà nói như thế là bà bảo là người ta đi ấy chó à? Nói như thế mà cũng nói được, già rồi mà ăn nói không có vững vàng một tí nào cả. Ô trời ơi, tôi nói đúng câu nói đó là tôi nói không rõ ràng. Tôi nói ý là con chúa nhà tôi đi đực với con chúa nhà bà, anh nhảy đực với con chúa cái nhà bà thì anh nhảy xong rồi bà thả cho hắn viên, bà ở để cho hắn cả đêm mà như đứa không ăn mà anh chỉ con nhảy đực thôi thì sức khỏe mô ăn giả hắn yếu rồi. Ý tôi nói như đứa, ôi tôi nói chưa hết lời, đúng là tôi xin lỗi bà, tôi không có cái ý như đứa mô. Bây giờ nghĩ lại tôi cứ buồn cười. Thế là con chúa là tôi đang trên nhà bà hả? Trời ơi, tôi nói thật đấy, tôi cứ tưởng mô là người ta bắt trộm, người ta làm mần thì hắn đi thôi. Tại vì hắn là chúa cảnh, cho nên là tôi thương hắn lắm. Nhưng mà tôi nói cho bà biết nha, chó nhà bà đấy thì bà phải giữ mà nhốt hắn lại. Cái thời đại Covid mà bà không có thèm là nhốt hắn lại. Nhưng bây giờ bà kiêng cử, bà ở nhà bà không đi đâu cả nha, tôi cũng thế. Chứ bây giờ con chó nó có đi đi lại lại như thế này, bà cứ ở nhà bà vút ve nó rồi nó lại đi chạy khắp làng khắp xóm như thế thì Covid nó cũng lây vào người bà còn gì nữa. Còn cái tội hôm nay á là còn không đeo khẩu trang. Tôi đang ở nhà tôi thì có một mình tôi thì tôi có tiếp xúc với ai mà tôi phải đeo khẩu trang. Tôi đi ra ngoài tôi phải đeo khẩu trang chứ. Thì tôi cũng chưa, tôi cũng nghe bà chửi rồi tôi cũng vội vội vàng vàng tôi đi ra đây để tôi giải thích cho bà biết, không có bà này chửi oan hàng xóm láng giềng. Này chứ rạch riết ở như gì có đi giao lưu ở mô không chứ? Như thế này thì giao lưu ở đâu, có giao phối thì giao thôi. Lưu đi đến đâu mà lưu, bà đang còn nấp ở nhà chứ huống hồ gì tôi lưu ở đâu. Già rồi, mình già cả rồi giao lưu cũng chả được chứ gì là giao phối. Nhưng mà nói đi, bà nói cái từ giao phối cho cũng buồn cười chết đi được luôn đó. Ở cái xóm tôi có mấy chị em còn trẻ đó, đúng là ai nấy là đều có bầu hết luôn nha. Đó, cho nên á là người ta nói là ở nhà chống dịch, coi như là không đi giao lưu được ở nhà giao phối. Cho nên là tình hình như gì á, đúng là tăng dân số là quá thật đó bà. Mình không đĩa được nữa thôi, chứ nếu như đĩa được nữa cũng mà cũng thêm được mấy nữa rồi. Thế bây giờ bà lên bà lấy con chó nhà bà về đi, không là tôi đuổi hắn về nha. Bà về bà đuổi hắn viện cho tôi với. Không có hắn cứ đi được cả đêm ở như rứa rồi hắn chả ăn cái gì cả. Nghĩ cũng tội lắm. Mà cái tính của tôi ấy, là tôi hay bốc đồng lắm bà. Tôi nóng tính thì tôi nói rứa thôi, chứ thật sự là cái tâm của tôi rất là hiền lành, chứ không có cái chi mô. Chứ tôi nói thật là tôi không có cái chi mô, bà thông cảm. Hàng xóm láng giềng với nhau rồi có cái chi bỏ qua, rồi biết cái tính tôi rồi còn chi nữa nhá. Rồi hết Covid thì sang nhà tôi ăn trầu chá. Tôi vẫn để dành trầu cho bà đó. Rồi thôi bà viền nấu cơm đi, tôi cũng đi nấu cơm đây chá. Đúng là già rồi còn toàn làm trò cười cho trẻ con đó, làm cho tôi đi mệt hết cả cái chân rồi đấy, cứ phải trèo lên trèo xuống như thế này đấy. Già rồi chứ có còn khỏe gì nữa đâu. Mệt hết cả
cả người.